Và cái hoa mình cần nói là gì? Đức Phật
Cho nên Ngài ra đời và Ngài quyết tâm để thành truyền đạo đời. Thì như vậy chúng ta cũng phải đề lên tâm bằng cách là phải tu tập để cho mình có được sự an lạc. Kỳ tu đó, thưa đại chúng, là cái nền tảng thứ nhất Đức Phật dạy là mình phải chế tác, phải vun bồi, phải thực tập để cho mình có được sự an lạc trong đời sống hiện tại. Cũng như là chúng ta ngồi đây mùa dịch mà mình còn có nhân viên được ngồi đây thì là phải nhắc đến một điểm an lạc, và càng an lạc hơn nữa thì là chúng ta được kính mừng, kính lễ Đức Phật Thành Đạo, ngày đêm giáo pháp đem kinh nghiệm của Ngài ra để hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên là cái điểm an lạc mà Đức Phật mong muốn chúng ta là mỗi ngày, mỗi lớn lên, mỗi tăng trưởng. Và Đức Phật khuyên là gì? Tức là thế gian thì người ta là vui và thích chìm trong thực lạc. Và Đức Phật cho biết rằng là cái thực lạc là nó khiến cho con người không bao giờ bị nhàm chán. Thưa đại chúng, ngày hôm trước tôi có đọc một cái thông tin ở bên Phú Thọ, có những người họ ngồi những cách mạng phó mạng là nghìn tỷ thì mình thấy cũng đã khủng khiếp. Nhưng mà vừa qua thì tôi lại được biết ở trong Việt Nam là có những người tham gia những cách mạng 6.000 tỷ. Thưa đại chúng, thì như vậy rõ ràng là nếu họ đã bán 1.000 tỷ, 6.000 tỷ thì trong tài khoản của họ ít ra cũng phải có 7.000 tỷ. Và 7.000 tỷ thì thưa đại chúng là họ sống một cách bình thường cả cuộc đời với những con cháu họ chưa biết, nhưng mà họ không nhìn được. Cho nên Đức Phật nói rằng là cái dục này là người ta không bao giờ bị nhận ra. Và Đức Phật cho biết là gì? Là từ cái dục lạc đó mà vua, quan và la môn, cha con, anh em, bạn bè có thể tàn sát giết hại nhau vì cái dục lạc. Tức là tàn sát nhân thực vị. Và Đức Phật cho biết là cái gì? Nếu mà chìm trong dục lạc thì nó sẽ đưa đến là nói ác, làm ác, suy nghĩ ác và đẩy cái người đó vào ba cái khác. Cho nên Đức Phật khuyên là gì? Mình phải hiểu về dục lạc, rồi biết rõ cái dục lạc, và cũng phải từ từ xa lìa dục lạc để chi? Để có an lạc. Đức Phật khuyên là mình phải có an lạc. Rồi thêm nữa là gì? Là tịnh lạc. Tịnh lạc thì là tâm hồn nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó trong veo, cho nên mình có an lạc. Rồi chúng ta theo lời Đức Phật dạy, chúng ta thiền tọa để mình có thiền lạc. Có thiền lạc là gì? Cái tầng thiền thứ nhất Đức Phật đã hướng dẫn, tức là mình rời xa những cái dục lạc, từ bỏ những cái ác pháp, thì tâm hồn mình nó có được niềm vui như thế nào. Tức là Ngài khuyên là phải có được cái niềm lạc thứ nhất để mình tiến đến cái đạo. Rồi thực tập nhiều hơn để chúng ta có được cái niềm lạc sâu hơn. Và cái cuối cùng là gì? Cuối cùng trong bốn đức niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thế là mình cái người mà họ đầy
biết được hy sinh cao quý của Đức Phật. Và Đức Phật chỉ mong muốn một điều là gì? Làm sao cho con người sống an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Và cho nên nếu mà chúng ta sống an lạc mỗi ngày là chúng ta đang về Đức Phật. Cũng giống như là bố mẹ chịu cực chịu khổ, chỉ mong muốn là gì? Con nó ngoan, nó giỏi, nó thành đạt. Thì Đức Phật cũng vậy. Thế là Ngài hy sinh cả cuộc đời của Ngài và vô lượng kiếp với cái bi nguyện là mong muốn cho mọi người sống an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Cho nên hôm nay chúng ta về thiền viện trong mùa dịch, đó là một cái dịp phúc. Và thứ hai là chúng ta được cùng nhau kính lễ, kính mừng, hân hoan, mừng Đức Phật thành đạo. Tại vì có ngày Đức Phật thành đạo thì chúng ta mới được dựng bậc tăng đoàn, ni đoàn và các Phật tử mới là yêu bậc tăng như vậy. Chứ còn nếu như Đức Phật ra đời mà ngày không thành đạo đó, thì chúng ta sẽ không có mặt như ngày hôm nay. Và chúng ta là ngày cũng có duyên được gặp Phật Pháp. Và rồi cuộc đời này cứ thế trôi theo cái dòng thế tục và niềm đau và đau khổ không thể tránh khỏi. Cho nên hôm nay là cái ngày thành đạo, là một cái ngày rất là trọng đại trong đạo Phật. Và chúng ta được ngồi lại với nhau tụng những thầy kinh, rồi chúng ta dâng lên cái niềm tri ân đối với Đức Phật. Ngài đã hy sinh gai vàng điện ngọc, hy sinh cả thân mạng, và không phải hy sinh cho một đất nước Ấn Độ mà là hy sinh cho muôn loài. Chư thiên khi mà ngũ sự tướng niệm xong hết đấy, cầu Đức Phật cứu giúp, Ngài vẫn trải lòng từ bi cứu giúp. Và cho nên chia sẻ điều này để chúng ta hiểu được ý nghĩa Phật thành đạo. Chứ mình đến thiền viện không phải là đọc kinh không, mà chúng ta còn phải hiểu được cái ý nghĩa mà cái ngày chúng ta đến. Ngày hôm nay là ngày Phật thành đạo, cho nên niềm tri ân với Đức Phật vì Ngài hy sinh cuộc đời của Ngài quá là cao cả. Và cái sự mong muốn của Đức Phật là muốn chúng ta sống an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Cho nên là dù là hàng xuất gia, hàng tại gia thì cũng vậy, Đức Phật đều mong muốn chúng ta từng ngày sống thật là an lạc. Cho dù cuộc đời có thay đổi, nhưng mà cái niềm an vui, cái niềm an lạc và cái niềm tri ân đối với Đức Phật, đối với chúng ta là không bao giờ phai nhạt. Thì xin phép được thưa đến những cái điều chính yếu trong ngày lễ Phật thành đạo. Xin phép dừng lại.